Giáng sinh 2019. Trông em nhá, nhìn nhá. Những món quà của sự sẻ chia. Trông em xem muối nhá. Đêm nỗi em, đêm nỗi em, em thắp đèn nỗi em. À, hôm nay là 24 tháng 12, ngày Giáng sinh à. Thì soi cận ốc lên ăn đêm cho anh em xem nhé. Hôm nay là Giáng sinh 2019 rồi. Xem ốc nó có ăn Giáng sinh không. Hôm nay ấm ấm, thời tiết ấm, con ốc cũng lên ăn. Thời tiết ấm này, nước mạch nước nguồn nhá. Thời tiết thì ấm ấm lên một chút là ốc lên ăn. Năm nay được cái là không rét. Rét đậm rét hại, rét đậm rét hại thì sốt ruột lắm, ốc chết. Ốc lớn này. Nhiều lắm, ở đây mấy nghìn con. Gom về đây được mấy nghìn con này. Soi cho anh em, ui nước ấm quá. Đấy nhá mọi người nhá. Đấy, ốc lên ăn đêm ấy. Hôm nay là 24 tháng 12 Giáng sinh của 2019 này. Làm cái video cho anh em xem là cứ ấm ấm lên một chút là ốc bắt đầu ăn này. Mọi người thấy không? Tuyệt vời không? Ốc tầm này là ăn được rồi nha. Lớn rồi. Đấy, anh em tôi làm video, anh em ai mà cũng có sở thích nuôi ốc như tôi thì vài tháng nữa thôi là nó bắt đầu đẻ. Liên hệ với tôi, con giống. Ấm lắm, nước nước ngụ nước mạch mà này. Đấy, nước nó cứ chảy chảy ra. Rồi, tôi đang trồng rong. Rong để nuôi ốc. Đây mọi người xem nhá, ở đây nó cũng lên ăn nhiều đấy. Đây cái ụ bé bé này cũng khoảng nghìn, hơn nghìn. Rồi ốc rồi. Lên ăn đêm ấy. Thích lắm. Ấm ấm một chút là nó lên ăn nhiều lắm. Quay cho anh em xem. Ui đây. Nhiều lắm. Ui rồi. Đấy, thấy không? Đấy, ăn rau cải, su hào, bắp cải, linh tinh nhá. Lá su hào.
Nuôi con ốc rất đơn giản các bạn ạ. Tôi bắt lên đây để che chắn cho nó mấy hôm rét đậm rét hại. Ấm ấm là nó lên, rét nó rút xuống bùn. Nước cũng ấm. Ấm lắm nước. Ui đây. Ốc to rồi nhá, không nhỏ đâu. Nhìn thấy không? Đây mạch nước ra un un. Mọi người xem nguyên liệu khả thi không nhỉ? Này muốn ăn á, lấy rổ ra là một rổ lên ăn. Nhưng mà thôi, bây giờ tôi đang nuôi con giống này nè. Anh em đến chơi gà ăn, tôi cũng ăn nhiều lắm rồi. Bây giờ quyết định là để nó đẻ đó. Con ốc bố mẹ đầu tiên. Con bé là con đực, con to, con cái con to hơn. Ít trong à. Vì đam mê nên là đêm nào tôi cũng đi soi. Video cho anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Tôi 2-3 ngày tôi lại làm một video, tôi phát lên kênh của tôi ấy. Mọi người đăng ký xem và chia sẻ xem cách nuôi ốc của tôi có được không. Ăn đủ đủ rồi. Chuối đủ đủ rồi. Mon này. Đấy, nước nguồn lên là trong veo. Nước nó phải sạch như này, trong như này nuôi con ốc thì nó mới đẹp được. Nhá, mọi người xem nhớ đăng ký kênh và ủng hộ. Còn ai muốn nuôi con ốc ấy thì vài tháng nữa đến với tôi. Lát nữa tôi sẽ để địa chỉ và số điện thoại. Tháng 3, tháng 4 năm sau nó đẻ. Mọi người ủng hộ bằng cách chia sẻ nhá và đăng ký kênh nhá. Cho tôi ý kiến video nó hoàn thiện hơn. Đây. Nha, thế thôi, rồi tôi quay ngắn gọn để anh em xem đỡ mất thời gian. Đăng ký kênh hôm nào tôi lại... Đấy này.